Quý vị thân mến, tự bỏ thuốc điều trị, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc theo lời người quen giới thiệu hoặc là trên mạng quảng cáo khiến cho rất nhiều bệnh nhân mắc viêm gan B hay viêm gan C tiến triển qua xơ gan, suy gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Điều này rất đáng lo ngại vì số người mắc các bệnh về gan ngày càng tăng. Bệnh nhân 56 tuổi này đang nằm điều trị tại khoa viêm gan Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đây là lần thứ 3 nhập viện sau 2 lần bỏ thuốc điều trị. Cơ thể suy nhược, vàng da, chướng bụng, đó là các biểu hiện khi bệnh nhân vào viện điều trị. Trải qua các xét nghiệm và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn 3 của ung thư gan. Tôi đi nhập viện ở bệnh điều trị ở bệnh viện Bắc Giang, được giới thiệu lên bệnh viện Viện Nhiệt đới. Đến khi tôi phát hiện thấy người sút cân, bắt đầu tôi mới đi khám. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê, mỗi năm có khoảng 3 triệu ca mắc mới và 1 triệu ca tử vong do virus viêm gan B và C. Tuy nhiên, chỉ có 10% trường hợp viêm gan B được chẩn đoán. Trong đó, có 22% được điều trị. Tương tự, 21% bệnh nhân viêm gan C được chẩn đoán. Trong đó, chỉ có 62% được điều trị. Viêm gan là một bệnh điều trị khá là lâu dài. Thông thường, thời gian uống thuốc của bệnh nhân khá lâu, thậm chí là suốt đời đối với bệnh nhân xơ gan. Đối với bệnh nhân không xơ gan thì điều trị khoảng tầm 10 năm hoặc hơn. Còn đối với bệnh nhân mà đã xơ gan rồi gần như điều trị cả đời. Cái việc điều trị kéo dài lâu khiến cho bệnh nhân mệt mỏi và thường là cảm thấy là mình phải theo một liệu trình quá lâu khiến bệnh nhân mất kiên nhẫn. Và trên mạng thì có quá nhiều thông tin, đặc biệt là có những thông tin vì họ đánh vào tâm lý bệnh nhân là mong muốn được chữa khỏi sớm thì sẽ có nhiều các cái thông tin nhiễu loạn, ví dụ như là uống một thang thuốc hay một liều thuốc có thể chữa khỏi bệnh viêm gan, khiến cho bệnh nhân tìm đến những cái phương pháp không chính thống đấy. Và bệnh nhân thường bỏ thuốc điều trị kháng virus và tìm đến những phương pháp điều trị không chính thống. Và bệnh nhân đôi khi có thể bị biến chứng bởi những tác dụng phụ của các cái thuốc mà không rõ nguồn gốc. Vì khi mà bệnh nhân bỏ điều trị thì nó bùng virus, nó bùng phát lên, nó gây cái suy gan, cái suy chức năng gan, và suy chức năng gan thì hầu hết trên những cái bệnh nhân này thì cái khả năng hồi phục rất là hạn chế. Chúng tôi gặp rất là nhiều các cái bệnh nhân mà bỏ thuốc rồi đến là cái suy hết chức năng gan, không thể xử lý được, cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Thế còn trái lại, nếu như những cái trường hợp mà bị suy mà có thể giải quyết được thì cũng rất là tốn kém, tạo thành cái gánh nặng trước tiên là cho gia đình, sau là đến với xã hội. Vì thế cho nên bệnh nhân cần được cái khám sức khỏe định kỳ, quản lý cái viêm gan định kỳ. Các bác sĩ khuyên cáo, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc điều trị bệnh viêm gan, tuân thủ đúng phác đồ, không nên bỏ thuốc để tránh tình trạng bệnh trở nặng. Bên cạnh đó, cần tiêm phòng vaccine đầy đủ. Đặc biệt người mẹ bị nhiễm viêm gan B, cần chú ý tiêm cho bé một liều vaccine viêm gan B, cần kết hợp một liều huyết thanh kháng viêm trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi chào đời. Việc này giúp trẻ có khả năng bảo vệ được chống lại virus viêm gan B hơn 90%. Không nên sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trong phần tiếp theo, viêm túi thừa đại tràng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Mái ấm cho những trẻ bại não.